Sáng 9 tháng 4 năm 2022, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào là 68,6 triệu đồng một lượng và bán ra 69,4 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 350.000 đồng ở chiều bán ra so với một ngày trước đó. Điều này đẩy chênh lệch giữa giá mua và bán lên 800.000 đồng một lượng thay vì 650.000 đồng một lượng như ngày 8 tháng 4. Còn vàng nhẫn SJC 4 số 9 loại 1 đến 2 chỉ được mua vào 55,15 triệu đồng một lượng và bán ra 56,05 triệu đồng một lượng, tăng 350.000 đồng trong 24 giờ qua. Vàng nhẫn không tăng cao như vàng miếng SJC trong thời gian qua, nhưng nếu so với một tháng trước khi vàng trong nước lập đỉnh cao ở kỷ lục 74 triệu đồng một lượng, người mua vàng miếng đến nay lỗ gần 6 triệu đồng mỗi lượng, thì người mua vàng nhẫn cũng bị lỗ khoảng 1,1 triệu đồng. Giá vàng thế giới đầu ngày tăng thêm 13 đô la Mỹ lên 1.947,2 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng hiện nay, mỗi lượng vàng thế giới gần 54 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế phí. Vàng miếng SJC trong nước tiếp tục cao hơn thế giới 15,4 triệu đồng một lượng. Kim loại quý đã nhảy nhót liên tục trong phiên cuối tuần khi chỉ số USD Index chạm mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2020 sau khi được củng cố bởi biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách đã chuẩn bị nâng lãi suất với mức tăng 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới để kiềm chế lạm phát. Song song đó, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm đỉnh 3 năm. Mỗi bên đó vẫn là những rủi ro địa chính trị do cuộc khủng hoảng quân sự ở Ukraine và lạm phát gia tăng hỗ trợ kim loại quý. Theo Bloomberg, Nga là nhà khai thác vàng lớn thứ hai thế giới, khoảng 340 tấn vàng mỗi năm, tương đương giá trị khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã bị hạn chế việc tiêu thụ sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu sang các thị trường truyền thống của nước này. Dù Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ bắt đầu thu mua vàng trở lại sau 2 năm tạm dừng, nhưng họ sẽ không mua vào nhiều như trước đây. Nếu nhu cầu của Nga tăng lên trong khi sản lượng khai thác của nước này không đến được với thị trường quốc tế và nguồn cung dư thừa bị các quỹ ETF thâu tóm, thì thị trường vàng có thể gần về mức cân bằng hơn lần đầu tiên kể từ năm 2015.